Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online Và các em đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info Theo đường link được đặt ở phần mô tả của video Để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 2 Nói bây giờ mời các em mở sách giáo khoa toán lớp 2 trang 129 bài luyện tập. Đầu tiên các em làm bài tập số 1 tìm y. A nhỏ y chia cho 2 bằng 3. Như vậy y bằng bao nhiêu? Thì muốn tìm y, các em cần phải xác định y đóng vai trò như thế nào trong phép tính này. Ở đây chúng ta có phép chia là y chia 2 bằng 3. Y là số bị chia, 2 là số chia và 3 là thương. Muốn tìm y, tức là các em tìm số bị chia. Như ở bài trước, các em biết là số bị chia bằng thương nhân với số chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân số chia. Như vậy y sẽ bằng thương là 3 nhân với số chia là 2. y bằng 3 nhân 2. 3 nhân 2 bằng 6. Ta có y bằng 6 b nhỏ y chia 3 bằng 5. Thì tương tự câu a, ở đây y là số bị chia, 3 là số chia và 5 là thương. Như vậy y sẽ bằng thương nhân số chia, tức là bằng 5 nhân với 3. Thì 5 nhân với 3 bằng 15. Như vậy ta có y bằng 15. Rồi bây giờ mời các em sang câu c. y chia 3 bằng 1. Như vậy Y bằng bao nhiêu? Y chia 3 bằng 1 Y là số bị chia 3 là số chia Và 1 là thương Như vậy Y sẽ bằng Thương nhân số chia Thương là 1 Nhân với số chia là 3 Như vậy Y bằng 1 nhân 3 1 nhân 3 bằng 3 Ta có Y bằng 3 Tiếp theo các em sang bài tập số 2 tìm X ta nhỏ x trừ 2 bằng 4. Như vậy x bằng bao nhiêu? Ở đây x là số bị trừ, 2 là số trừ và 4 là hiệu. Thì muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy x sẽ bằng hiệu là 4 cộng với số trừ là cộng với 2. 4 cộng 2 bằng 6. Ta có x bằng 6 x chia 2 bằng 4 thì trong phép tính này x lại đóng vai trò là số bị chia như vậy x sẽ bằng thương nhân số chia tức là bằng 4 4 là thương nhân với số chia là 2 x bằng 4 x 2 4 x 2 bằng 8 ta có x bằng 8 Rồi bây giờ mà các em sang câu B Ta có hiệu x trừ 4 bằng 5 Thì trong đó x là số bị trừ 4 là số trừ và 5 là hiệu Muốn tìm số bị trừ Thì em lấy hiệu cộng với số trừ X bằng hiệu là 5 Cộng với số trừ là 4 5 cộng 4 bằng 9 Ta có x bằng 9 X chia 4 bằng 5 X là số bị chia 4 là số chia và 5 là thương. Như vậy x sẽ bằng thương là 5 nhân với số chia là 4. 5 x 4 bằng 20, ta có x bằng 20. Tiếp tục các em sang câu C, x chia 3 bằng 3. x là số bị chia, 3 là số chia và 3 là thương. Như vậy, x sẽ bằng thương nhân số chia, tức là bằng 3 x 3. Ta có 3 nhân 3 bằng 9 và x bằng 9 x trừ 3 bằng 3 x là số bị trừ sẽ bằng hiệu là 3 cộng với số trừ cũng là 3 3 cộng 3 bằng 6 ta có x bằng 6 Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 3 viết số thích hợp và ô trống ở đây ta có số bị chia số chia và thương số bị chia bằng 10 Số chia là 2, muốn tìm thương thì các em lấy số bị chia chia cho số chia, tức là lấy 10 chia cho 2. 10 chia 2 bằng 5. 2 nhân 5 bằng 10, cho nên 10 chia 2 bằng 5. Như vậy thương ở đây là là 5. Số chia là 2, thương là 5. Như vậy số bị chia bằng bao nhiêu? Muốn tìm số bị chia thì em sẽ lấy thương nhân với số chia Tức là lấy 5 x 2 là bằng 10 Cụ thể là chúng ta có số bị chia là 10 Tương tự chúng ta có số bị chia là 18 Số chia là 2 Thì muốn tìm thương thì em lấy 18 chia 2 2 x 9 bằng 18 Như vậy 18 chia 2 bằng 9 Số chia là 3 Thương là 3 Muốn tìm số bị chia Thì các em lấy thương Nhân số chia Tức là lấy 3 Nhân 3 bằng 9 Số bị chia là 21 Số chia là 3 Muốn tìm thương Các em lấy số bị chia là 21 Chia cho số chia Tức là chia cho 3 Thì 21 chia 3 bằng 7 Ta có thương bằng 7 Tiếp tục số chia là 3, thương là 4 thì số bị chia bằng thương nhân số chia tức là bằng 4 x 3. 4 x 3 bằng 12. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 4. Có một số lít dầu. Bao nhiêu lít dầu không biết, chỉ biết là có một số lít dầu đựng trong 6 can và mỗi can là 3 lít, hỏi có tất cả là bao nhiêu lít dầu. Đầu tiên các em tóm tắt nội dung của bài toán. Mỗi can là 3 lít tức là một can có 3 lít. Một can có 3 lít. Như vậy 6 can như thế thì có bao nhiêu lít? Ở đây mỗi phần tượng trưng cho số lít dầu của một can. Như vậy 6 can sẽ là 6 phần bằng nhau. 6 phần bằng nhau tượng trưng cho số lít dầu của 6 can. 1 phần là 3 lít như vậy 6 phần này là bao nhiêu lít? Các em lấy một phần là 3 lít các em gấp lên 6 lần tức là các em thực hiện phép tính là 3 x 6 như vậy chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán này như sau tất cả có số lít dầu là người ta hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu thì các em trả lời là tất cả có số lít dầu là hoặc là số lít dầu có tất cả là cũng được 3 lít gấp lên 6 lần 3 x 6 bằng 18 tức là 18 lít như vậy các em có đáp số là 18 lít dầu thì bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 2. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.